Vận động viên Kim Sơn đá ý nhi ra khỏi show thời trang, thế chân thành người mẫu chính, một bước vào showbiz. Nam kịch ngư Nguyễn Hữu Kim Sơn gây choáng váng khán giả khi bất ngờ được chọn trở thành người mẫu chính tại một show thời trang, nghi vấn đá văng ý nhi và được ban tổ chức mời thế chỗ sánh bước cùng Á hậu Đào Hiền và Minh Kiên. Nhân vật hot nhất những ngày qua, nam vận động viên bơi lội nổi tiếng nằm trong đội tuyển quốc gia Việt Nam Nguyễn Hữu Kim Sơn vừa tiếp tục gây xôn xao dư luận khi bất ngờ xuất hiện trên poster của một show thời trang với vai trò là người mẫu chính. Dân tình thi nhau chia sẻ và bàn tán không ngừng sốc trước cách dấn thân vào con đường giải trí quá đỗi nhanh chóng của nam kình ngư sinh năm 2002 này. Nguyễn Hữu Kim Sơn thời gian qua được netizen biết đến và liên tục nhắc đến là bởi dính vào drama với hoa hậu Ý Nhi cùng màn khẩu chiến cực căng với chị đại V-Beat hoa hậu Quý Bà Phương Lê. Theo đó, ngay thời điểm dư luận đang vô cùng phẫn nộ trước loạt phát ngôn gây sốc của tân Miss World Việt Nam 2023, Ý Nhi nói về việc chê bai có thái độ tự cao, coi thường những bạn bè đồng trang lứa. Với tư cách là một người cùng tuổi, Kim Sơn đã có màn phản pháo cực gắt khiến nhiều người ủng hộ. Cụ thể, nam kình ngư đã có bài đăng đầy khiêu chiến, anh nhắc thẳng đến Ý Nhi với những lời lẽ đanh thép cùng màn flex siêu gắt khiến cộng đồng mạng tung hô. Theo đó, anh có nhắn nhủ đến Ý Nhi: "Mình cùng trang lứa với bạn nè, trang Wikipedia bách khoa toàn thư của bạn mới lập được 7 giờ trước, trang Wikipedia của mình có từ lúc 15 tuổi rồi và trong lúc bạn thi hoa hậu và trưởng thành thì mình đã đại diện Việt Nam đi thi đấu quốc tế." Ngay sau đó, hoa hậu Phương Lê, người đứng về phe hoa hậu Ý Nhi cũng đã nhanh chân chen vào cuộc chiến. Cô lập tức dập tan nát Kim Sơn, cho rằng anh là đàn ông nhưng lại đi sân si kiếm chuyện với phụ nữ. Hơn nữa, Phương Lê cũng cho biết với phát ngôn của Ý Nhi thì cũng không có gì là quá đáng trách. Đáp trả lại Phương Lê, nam kình ngư cũng không chịu thua, anh thẳng mặt và không nể nang đáp trả lại thẳng thắn và đầy thâm sâu. Chưa hết, làn sóng quay lưng với Kim Sơn cũng bắt đầu nổ ra khi nam kình ngư lại bị khui chuyện từng có bài viết mang tính chất kỳ thị cộng đồng LGBT, dù đã kịp thời lên tiếng đính chính, chia sẻ chỉ là hiểu lầm. Nhưng ít nhiều hình ảnh của Kim Sơn cũng bị nhiều người ném đá, nhưng vẫn không thể phủ nhận cái tên của nam kình ngư vẫn là chủ đề siêu hot hit, trở thành từ khóa lọt top tìm kiếm trên thanh tìm kiếm của Google. Đây cũng được xem là lý do mà Kim Sơn lại bất ngờ được ban tổ chức một show thời trang mời tham gia trình diễn người mẫu. Theo đó, chiều ngày 3 tháng 8, các fan sắc đẹp đang hết sức bất ngờ khi hình ảnh của Kim Sơn trên poster của một show thời trang được giới thiệu tràn lan trên toàn cõi mạng. Đây là fashion show khá lớn, có sự tham gia của nhiều gương mặt tên tuổi như siêu mẫu Anh Thư, siêu mẫu Thanh Hằng, Á hậu Quỳnh Châu. Việc một vận động viên bất ngờ tham gia trình diễn người mẫu khiến nhiều người ngã ngửa, đồng thời cho rằng có lẽ ban tổ chức đang muốn dựa hơi độ hot của Kim Sơn để show diễn được chú ý hơn. Chưa hết, nhiều thông tin còn cho rằng Kim Sơn cũng chính là nhân vật được chọn để thay thế vị trí của hoa hậu Ý Nhi trong show lần này, bởi hình ảnh của anh chỉ được cập nhật trước show chỉ một ngày. Ngoài ra, việc mất hút Ý Nhi trong show lại có sự tham gia của hai á hậu nằm trong top 3 Miss World là Đào Hiền và Minh Kiên, khiến nhiều người khó hiểu. Nhiều bài viết trên các hội nhóm cũng khẳng định chắc nịch Kim Sơn chính là người đá kẻ thù của mình. Hoa hậu Ý Nhi ra khỏi show, dù ban tổ chức không hề lên tiếng hay nhắc gì đến vấn đề này, nhưng những dấu hiệu trên dường như đã khiến cộng đồng mạng thừa hiểu rõ. Bên cạnh đó, một số nghi vấn cho rằng Kim Sơn đang muốn tiến thân vào con đường giải trí, chọn cách gây ồn ào để có được mục đích nhanh nhất. Hiện việc Kim Sơn từ một kình ngư lại một bước tiến lên sàn catwalk vẫn gây nên nhiều ý kiến tranh cãi. Nhiều người cho rằng ban tổ chức show đang quá lạm dụng tên tuổi, chạy theo độ hot của Kim Sơn mà bỏ qua những kỹ năng chuẩn mực cần thiết của một người mẫu trên sàn diễn.